Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Hello Cơm, đó là Cơm đây. Và ngày hôm nay thì Cơm rất là vui khi có cơ hội quay trở lại ngồi đây và cùng trò chuyện với tất cả mọi người ý. Thực sự là Cơm rất là nhớ mọi người luôn. Và trước khi xem hết cái video này thì đừng quên ấn like video và subscribe cho Hello Cơm nha mọi người. Yêu cả nhà rất là nhiều luôn. Năm 2023 là năm mà Cơm đã chính thức bước sang tuổi 30 rồi mọi người ạ. Và bây giờ thì Cơm cũng đang rất là náo riết tìm kiếm những cái sản phẩm có khả năng chống lão hóa để có thể là add thêm vào trong cái routine skin care của mình, giúp cho cái làn da của Cơm mãi mãi là tuổi 18 nha mọi người. Và sau khoảng 7-9 lần mà Cơm lướt các cái sàn thương mại điện tử, tìm nát các cái sàn thương mại điện tử luôn, thì Cơm đã quyết định là ring một cái em serum, nói chung là cũng khá đắt tiền ấy, của nhà Rose Posay về để trải nghiệm thử. Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi. Trên tay Cơm hiện tại ở đây thì đang là em serum Retinol B3 của nhà Rose Posay nha mọi người. Đây này cả nhà ơi, bắt thêm vào đây đi. Thì cái em serum của nhà Rose Posay này thì có thể nói là một trong những cái sản phẩm đắt nhất của nhà Rose Posay được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại mọi người. Do đó thì bản thân Cơm cũng khá là tò mò và cũng muốn trải nghiệm xem là cái sản phẩm này nó có đáng đồng tiền bát gạo để chúng ta phải bỏ gần 1 triệu đồng ra để mua cái sản phẩm này không nhá. Em này thì có một cái bảng thành phần cũng tương đối là đơn giản mọi người ạ. Và cái tên thì nói lên tất cả. Bên trong cái sản phẩm này chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai cái thành phần active khá là quan trọng, đó là retinol và B3 mà thôi. B3 hay còn biết đến với tên gọi khác là niacinamide thì đứng thứ 6 cho bảng thành phần của sản phẩm này. Và nhà sản xuất thì mặc dù là không ghi rõ cái nồng độ niacinamide có trong cái sản phẩm này là bao nhiêu, nhưng mà bản thân Cơm đoán rằng là cái nồng độ niacinamide có trong cái sản phẩm này nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 3-5%. Còn đối với retinol thì nhà sản xuất đã công bố rất là rõ ràng là bên trong cái sản phẩm này nó sẽ chứa 0,3% retinol rồi, và với hai cái thành phần chính là retinol và một cái dẫn xuất của vitamin A nữa là retinin bantimate. Đó, cũng sẽ để tên trên màn hình để mọi người có thể dễ theo dõi nha. Thì sự kết hợp giữa hai thành phần active là retinol và vitamin B3 thì nó sẽ giúp phục hồi cái làn da của chúng ta này, cũng như là điều tiết cải thiện cái sắc tố trên da của chúng ta. Từ đó thì tôi nghĩ rằng cái sản phẩm này nó sẽ công dụng mạnh mẽ nhất trong cái việc là cải thiện cái tình trạng da của chúng ta, đặc biệt là về vấn đề chống lão hóa cũng như là giảm nếp nhăn và và làm sáng cũng như làm đều màu da của chúng ta mọi người. Tuy nhiên thì bảng thành phần của sản phẩm này nó cũng có chứa hai cái điểm trừ nhẹ. Thứ nhất là có chứa cồn khô và thứ hai là có chứa hương liệu nha mọi người. Mặc dù là cồn kết hợp với retinol thì nó sẽ giúp cho cái sản phẩm này nó có hiệu quả mạnh mẽ hơn trên làn da của chúng ta. Tuy nhiên thì Cơm cũng xin nhắc nhẹ mọi người như vậy, đặc biệt là với những cái bạn nào nhạy cảm với hai thành phần này thì cũng nên lưu ý trước khi mua và sử dụng cái sản phẩm này nha. Em serum của nhà Rose Posay này thì có một cái chất serum khá là lỏng, nói chung là không phải lỏng như nước nhưng không quá đặc đâu mọi người. Màu vàng và mùi hương thì nhẹ nhẹ, thoang thoảng, nói chung là gần như là không có mùi đâu mọi người ạ. Khá là dễ chịu. Và khi mà apply cái sản phẩm lên da thì nó sẽ tạo cho da của chúng ta cảm giác hơi bị nóng rát nhẹ một chút xíu. Tuy nhiên thì nó sẽ biến mất ngay sau khoảng tầm 10 giây, và đặc biệt là sau khi mà chúng ta bôi những cái sản phẩm kem dưỡng ẩm hoặc là kem dưỡng phục hồi da thì cái cảm giác này nó gần như là biến mất mọi người. Do là có nền cồn nên cái sản phẩm này nó thấm khá là nhanh trên da của chúng ta nha mọi người. Và thực sự là trong suốt quá trình mà Cơm sử dụng cái sản phẩm này đâu đó là khoảng tầm 1 tháng thì Cơm không có gặp bất cứ một cái cảm giác khó chịu nào khi mà apply cái sản phẩm này cả. Mặc dù là có chứa những thành phần active nhưng mà cái nồng độ nó không quá là cao, nên là cái sản phẩm này nó sẽ không làm cho nền da của chúng ta kiểu như là bị bong chóc này, hoặc là bị break out một cách rất là mạnh mẽ, hoặc là bị biến đổi một cách rất là mạnh mẽ mọi người. Và nó cũng chỉ có những cái tác dụng tương đối là nhẹ nhàng và dịu dàng trên làn da của chúng ta thôi. Cụ thể ở đây là nền da của Cơm ấy nó cũng sẽ hơi khô hơn một chút xíu, xuất hiện những cái hiện tượng gọi là bong chóc nhẹ, và đặc biệt là vùng da hai bên má nơi mà Cơm bôi thoa cái sản phẩm này nhiều nhất ấy thì nó cũng đâu đó là trở nên nhạy cảm hơn một chút xíu so với những cái vùng da còn lại trên gương mặt. Tuy nhiên thì về cơ bản thì cái em này nó vẫn tương đối là dịu dàng rồi nha mọi người. Cơm thì cũng có lưu lại hai clip, mỗi clip là ngày đầu tiên Cơm sử dụng và cái clip thứ hai là ngày gần đây nhất, ở đâu đó là khoảng tầm 1 tháng sau khi mà Cơm sử dụng cái sản phẩm này. Sau khi mà Cơm xem hai cái video clip này thì Cơm thấy rằng là nền da của Cơm đã quá là thay đổi nha mọi người. Nền da của Cơm ấy nó sáng hơn này, nó mướt hơn và nó tươi trẻ hơn rất là nhiều mọi người ạ. Và thực sự là bản thân Cơm cũng khá là bất ngờ về cái tác dụng, về công dụng của sản phẩm lên da của Cơm luôn.
khi mà cơm mua cái sản phẩm này, cơm đã suy nghĩ rất là nhiều mọi người, vì đây là một cái sản phẩm không hề rẻ. Và bản thân cơm cũng đã từng sử dụng những cái sản phẩm có cái nồng độ retinoid cao hơn cái sản phẩm này tương đối nhiều nha mọi người, nên là cơm cũng sợ rằng là cái sản phẩm này nó cũng không có quá nhiều tác dụng đâu. Nhưng cơm vẫn quyết định mua, và hiện tại thì cơm cảm thấy không hề sai lầm khi mà mua cái sản phẩm này. Nhưng mà em này thì vẫn khá là đắt với mọi người, nên là rất là mong rằng nếu mà Rosposay xem được cái video này thì sẽ có thể giảm giá cho cái sản phẩm này một chút xíu, để cơm và các bạn đang xem cái video này có thể sẽ dễ dàng tiếp cận cái sản phẩm này hơn. Theo quan điểm của cơm thì cơm nghĩ rằng cái em Rosposay này thì nó sẽ cực kỳ là phù hợp cho những cái bạn nào mà chúng ta đang mới tập tành, mong muốn sử dụng những cái thành phần active, hoặc là với những cái chế nào mà chúng ta đã quá là quen với những thành phần active rồi, chúng ta đã sử dụng những thành phần active ở những cái nồng độ cao rồi mà chúng ta muốn có một thời gian cho da của chúng ta được nghỉ ngơi mà vẫn đảm bảo cái độ đẹp cho làn da của chúng ta, thì chúng ta có thể nghĩ qua cái sản phẩm này. Cơm nghĩ là nó cũng khá là ok la đấy. Còn các bạn thì sao? Đã bạn nào xem cái video này sử dụng cái sản phẩm này chưa thì đừng quên comment xuống bên dưới cho cơm và các bạn khác cùng biết nha. Còn bây giờ thì có lẽ là cơm xin phép kết thúc video ở đây này. Đừng quên like video và subscribe cho Hello Cơm đó. Bye bye cả nhà.